Xin chào quý vị và các bạn. Ui da, quý vị thân. Đây là những cái dãy dãy nhà thương mại này, còn gọi là shop house á. Quá trời có đất không? Trên cái khu đất vàng ở quận 2 này. Đường thì chỉ to chàm nhàm luôn. Đường rất rộng. Nhà cửa cao tầng. Nhưng mà lý do tại sao nó bỏ hoang? Vắng người. Không ai mua bán gì trơn á. Thì hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi tham quan và tìm hiểu khu vực này ha, cũng như có một cái vài thông tin muốn đưa đến cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đây, đây là những cái nhà dài, biệt thự cho thuê này, rồi bán này. Rồi giờ mời quý vị và các bạn cùng đi. Hiện tại Sài Gòn Camera đang chạy trên đường Đồng Văn Cống, bên tay phải là đi vô cái trung tâm hành chính của thành phố Thủ Đức. Và trong này thì cũng có những cái khu biệt thự, nhà cửa toàn là sang trọng. Người ta thiết kế những cái khu gọi là khu bán đảo Kim Cương, khu nhà ở villa ở trong khu vực này. Còn đây là cái con đường Đồng Văn Cống đi về thẳng Phà Cắt Lái. Thì đây một trong những cái lý do mà Sài Gòn Camera muốn đưa quý vị và các bạn tìm hiểu tại sao khu vực này nhà cửa nó đẹp vậy không, nó vắng mà không có người, rồi người ta cũng không kinh doanh mua bán gì, rồi bây giờ chào bán trên các cái sàn giao dịch bất động sản thì quá trời luôn. Có những cái khu có 28 căn, 28 căn dọc theo cái tuyến đường này mà người ta có một anh, người ta đã chào bán tới 10 căn rồi, khiếp không? Đó, bước vào đây cái là quý vị thấy không? Nhà cửa làm đây toàn cho thuê cho mướn, nói chung đại gia cũng khóc ròng á. Ui, cái xe container chạy bên này, quý vị các bạn. Đó, cái còn cái len của xe Honda nhỏ nhỏ thôi này. Hai xe tránh nhau là phải chạy thẳng hàng á, chứ mà lạc lách cái là xe này đụng xe kia đó quý vị các bạn. Đây, còn đây là những cái dãy shop house đây. Khiếp, cao tầm ngồng lên trời luôn. Cao quá trời cao. Một hầm, một trệt, một lửng, bốn lầu và áp mái. Khiếp. Đó, quý vị thấy không? Cửa đóng then cài, cây xanh mọc tua tủa, bạn cho thuê, bạn bán thì rất là nhiều. Quý vị nghe cái giá cái là da gà nổi lên luôn á, khủng khiếp. Và cái dự án này hình thành cũng từ lâu rồi. Dự án này người ta gọi là khu D2, D2, nó có tên là khu D2 Capitan Land. Toàn là tên tiếng Anh không quý ơi, mình đọc nó líu lưỡi à. Nhưng mà thực ra đây là cái phường Thành Mỹ Lợi này, đây là đường Đồng Văn Cống này. Capitan Land. Đó, quý vị thấy không? Những dãy nhà nằm san sát luôn. Thì cái riêng khu vực này này nó có khoảng 28 căn đó. Có khoảng 28 căn. Và cái diện tích một căn của nó đó thì nó nằm vào khoảng 720, nghĩa là 140 mét vuông khi người ta chừa sân bãi ra luôn rồi đó quý vị thấy không? Hầu như nguyên cái dãy này thì vắng bóng cô liêu luôn, bạn cho thuê cho mướn đầy cây cây cỏ quý vị các bạn thấy cây cỏ rồi này kia không? Đó. Quá. Rồi và đây là một trong những cái lý do mà mình sẽ phân tích cho quý vị bạn tại sao khu vực này không có ai kinh doanh mua bán gì trên đó, và người ta mua đây là quý vị biết chào bán bao nhiêu không? 45 tỷ một căn. 140 mét vuông cỡ hơn 320 triệu một một mét vuông á. Khiếp. Đó thì quý vị các bạn nhìn đường là quý vị các bạn thấy không? Xe container nó chạy phà phà ở ngoài đường luôn. Đó, chạy cái đó đó. Hai đứa dừng lại. Và có con lươn cứng nữa, xe hai chiều hai bên và có con lươn cứng luôn, lươn cứng ngắc luôn. Đó, nguyên giải cho quý vị các bạn này. Toàn là nhà có cho thuê cho mướn được không? Đó, nguyên giải này có một cái nha khoa hoa hồng như đây thôi này, tiếp ha, 28 căn mà chào bán gần hết luôn này. Cho thuê. Đó, còn đây là vô cái khu vực ở trong đó mà mặt bằng ngay cái góc này quý vị này. Người ta kinh doanh cũng được, người ta bỏ lại, người ta trả mặt bằng. Ngày xưa đây cũng quán cà phê hay quán nhậu gì đó,
giờ người ta trả lại mặt bằng, người ta cho thuê lại, chưa có người thuê. Hiểu không? Đúng, đúng là người ta đồn thổi lên đó, đất quận 2 này quý vị này, đất quận 2 này giá cả trên trời luôn. Có một căn hồi nãy đó, người ta chào 32 tỷ có, 45 tỷ có. Đó hiểu không? 40 tỷ có. Đó, tùy theo người ta ngộp nhiều hay ngộp ít, ngộp sâu hay ngộp cạn. Người ta ngộp nhiều thì người ta bán rẻ hơn, còn người ta ngộp ít thì người ta bán 45 tỷ. Khiếp ha, 300 mấy chục triệu một mét vuông. Đó, quý vị thấy khu vực quận 2 không? À, mình nghe cái giá đất rồi mình khủng khiếp luôn đấy chứ. Đó, đây còn đất đai trống trải quá trời luôn, quý vị và cư dân đâu ở cho hết quý vị, với lại những cái sản phẩm này nó cao cấp quá. Đó quý vị, nó mua một cái căn nhà phố thôi, trên cái trục đường mà xe nó chạy phà, bây giờ người ta chào bán trên dưới 40 tỷ một căn như vậy. Tôi nghĩ là nếu mình không đi tìm hiểu thì thôi, mình càng đi về khu vực quận 2 thì cái giá đất nó khủng khiếp lắm quý vị. Cái khu vực thành Mỹ Lợi này này là cái giá đất khủng khiếp luôn. Giá đất bình quân nha, giá bình quân có những nơi mà 300-400 triệu đó quý vị thấy, 300-400 triệu luôn. Thì cư dân cũng thưa thớt quý vị, cư dân thưa thớt. Nói chung là khu vực này thì ai người giàu người ta mới có tiền mua, nhưng mà nhiều lúc đi đến đây á, cái giao thông kết nối với quận nhất đó, nó đang còn khó khăn vô cùng. Ở bên tay phải đây là cái bảo hiểm xã hội, tòa án của thành phố Thủ Đức. À, đi đây là còn đất mặt tiền mà có còn hàng rào cây cối rồi nó leo quý vị theo. Ở chung cư người ta làm giữa chừng rồi người ta rào chắn lại, chưa hoàn thiện. Đó, nói chung là những cái hình ảnh như thế này thì quý vị và các bạn đại khái là mình thống kê lại thôi trên các cái trục đường, đường lớn này, trên các trục đường này đường lớn đó chứ. Và xe cổ thì người ta cứ chạy đấy, cái lane của Honda này quý vị các bạn, hai ba xe tránh nhau là không được, phải chạy từng hàng một, chứ còn mà đi song song là không có vấn đề, là nguy hiểm. Và chỗ nào vượt đó là phải trống trải mới vượt hả quý vị. Đó, đây một dãy nha quý vị này. Đó, đây một dãy của một cái dự án khác nữa này. Nghe chọc dọc theo cái trục đường Đồng Văn Cống này đây. Nếu mình đi thẳng là về phà Cát Lái không? Về phà Cát Lái. Đó quý vị thấy không? Để hoang luôn, bỏ hoang luôn. Không có một bóng người luôn. Người ta giao thô nghe, người ta chào như vậy người ta giao thô. Đó, đây thì có cái diện tích nó khác quý vị, diện tích ở đây là 522 khoảng 110 mét vuông á. Và đây là cái dự án của Victoria Villa. Nghĩa là cái dự án trên và dự án đấy cũng trên một cái trục đường này thôi, vài trăm mét là tới cái dự án này rồi. Và hiện tại ở đây người ta chào bán nha, 22 tỷ một căn. Bình quân khoảng 200 triệu một mét vuông á. Hiểu không? 22 tỷ một căn, diện tích 522 khoảng 110 mét vuông. Và khu vực này nó cũng có 27 căn à, khu trên 28 căn, khu này cũng 27 căn dọc theo cái đường Đồng Văn Cống này chứ không có nhiều. Đó, mà quý vị và các bạn thấy không? Nguyên dãy này có một nhà nào gì đó người ta ở, người ta cầm cự thôi. Còn đây. Đó nghĩa là tiền hàng tỷ không? 22 tỷ là gần 1 triệu đô đó quý vị. 22 tỷ gần 1 triệu đô cái dãy dưới đây. Còn cái dãy kia 45 là gần 2 triệu đô á, 1 triệu rưỡi đô, gần 2 triệu đô đó. 2 triệu đô là gần 50 tỷ này, 45 tỷ đúng rồi, gần 2 triệu đô, khiếp không? Đó, cây cỏ đồ nó lên không? Hàng rào đồ nó lên bít hết luôn, người ta không có về dọn dẹp luôn quý vị. Tại vì dọn dẹp rồi cũng không có ai thuê mướn á, chứ ví dụ có người thuê mướn thì cũng ấy, nhưng mà ở trong ăn thô. Ví dụ như giờ muốn cho thuê là cũng phải hoàn thiện lên nội thất bên trong thì người ta mới thuê chứ. Bây giờ người ta thuê mà người ta bỏ tiền ra người ta làm cái nội thất thì cả một vấn đề, và chuyện đó khó xảy ra. Tại vì khi người ta mua bán được á, người ta làm ăn được thì người ta có thể duy trì. Nhưng khi người ta đầu tư vào đó mà 1-2 tháng mà không có khách hàng ấy là căng dữ. Thấy không? Vốn liếng bỏ ra mà. Đó, quý vị thấy xe chạy phà ghê không? Chạy té khói luôn rồi. Đó, quý vị thấy không? Ai mà dám dừng lại. Đó, cho nên đây là một trong những cái lý do mà những cái dãy shop house như thế này nó gần cái lề đường quá đó.
là nó bị hoang vắng và ê ẩm. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà Sài Gòn Camera cũng chia sẻ cùng quý vị và các bạn là như vậy. Chứ ngày xưa người ta làm cái dự án này, người ta quy hoạch ra làm thi công rầm rộ, các cái nhà đầu tư người ta xuống đây người ta mua quá trời, có chủ hết rồi quý vị, có chủ hết rồi, xuống đây người ta mua, người ta cũng nghĩ là sẽ cho thuê kinh doanh mua bán, sau đó thì giá bất động sản nó lên thì người ta bán, người ta kiếm lời. Đó nghĩa là người ta vẽ ra một cái bức tranh rất là tuyệt vời, cho nên các cái nhà đầu tư người ta xuống đây người ta đầu tư. Và bây giờ đây đây là những cái hình ảnh như quý vị và các bạn thấy đây, nó từng dãy từng dãy, một hàng dọc trước hẳn thôi. Đó, cái này thì một trệt hai lầu, khiếp quý vị, cũng là khiếp thiệt. Đó, nguyên cái trục đường hay những cái dãy shop house như thế này quý vị thấy hàng ngàn tỷ chưa? Ví dụ như một căn 45 tỷ đi mà 28 căn, 28 căn quý vị, cái dãy trên là 28 căn, cho nên gần 30 căn, nó cả ngàn tỷ rồi. Đó, còn xuống đây là cũng 27 căn, 27 căn cho 20 tỷ một căn đi thì cũng 500 mấy, 600 tỷ, cái là hàng ngàn tỷ cái dãy khiếp. Đúng rồi, hơn lạnh không? Và như mình đã nói rồi, người ta bỏ ra đây một cái số tiền khá lớn và để thời gian từ năm này qua năm khác, và chưa biết khi nào những cái bất động sản này nó hồi sinh, và càng ngày nó càng đi theo một cái chiều hướng khác quý vị. Ví dụ ngày xưa người ta cứ nghĩ là những cái căn nhà thương mại người ta sẽ cho thuê bán hàng kinh doanh nhưng bây giờ người ta không có ra mặt tiền đường nữa rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần trên tay một cái điện thoại thì tất cả những đồ ăn thức uống, tất cả những cái món hàng gì cần thiết phục vụ cho các bạn có thể nằm trên cái điện thoại, người ta mang tới tận nhà. Còn không biết nhà người ta ở đâu thì mình không biết, kho người ta ở đâu thì mình không biết, nhưng người ta có hàng và người ta mang tới, và cái giá thành rất rẻ quý vị, giá thành rất rẻ. Cho ví dụ như giờ cũng món hàng đó, mướn một cái mặt bằng thì tiền nhân viên quản lý, tiền điện, tiền nước, tiền hao hụt đấy nghe, chứ không phải thất thoát hàng hóa nữa, nhiều lúc mất mát nữa đó. Nhiều người mình thấy rồi, nhiều lúc vô cái cửa hàng của anh ta mà cũng mò tới mò lui rồi này kia đó. Đó cho nên là những cái đó nó cũng cộng vào cái giá thành sản phẩm nó đổi lên rất cao. Cho nên là nó những cái dãy nhà bây giờ shop house cho thuê cho mướn là cả một vấn đề, và không biết cái chiều hướng nó sẽ như thế nào đó quý vị. Còn đây là những cái căn biệt thự này, căn biệt thự cũng coi như nhà không này, nhiều cái không không người luôn ha, không có người luôn đó. Có cỏ có cây nhưng mà không có người đó, quý vị thấy không? Những cái căn biệt thự người ta không xuống dọn dẹp cỏ cây luôn, là quý vị các bạn thấy rồi. Và những căn biệt thự này thì có giá khủng luôn rồi, giá khủng rồi đó. Khu vực này thì với cái căn, những cái căn biệt thự song lập đơn lập này nó cũng khoảng có mấy chục căn thôi, 49 căn biệt thự song lập và 16 căn biệt thự đơn lập thôi đó. Và người ta cũng để lên, hầu như cũng có một vài nhà người ta ở gì đó thôi, nhưng mà rất ít. Còn những cái nhà, những cái biệt thự này mà nằm những cái trục đường chính đó, là những cái người mà đại gia người ta mua đó, người ta kinh doanh đó, cho thuê cho mướn rồi này kia này, mà giờ không thuê không mướn được thì bỏ hoang hết thì đương nhiên đó. Cho nên là mình đó là cái quỹ nhà đất ghê gớm, nổi đi một mấy cái khu ở quận 2 này thôi, cái phường Thạnh Mỹ Lợi này thôi, quý vị và các bạn thấy cái quỹ đất bao la luôn, và nhà cửa người ta làm lên như thế này, đất để hoang cũng có, nhà để hoang cũng có đó. Rồi những cái dãy shop house như ở ngoài ấy, mình nói là bán một căn như vậy 45 tỷ, còn cái khu thấp tầng dưới đây thì cũng 20 22 tỷ, quý vị thấy không? Đúng là giá khủng khiếp nhá, khủng khiếp, tính bằng triệu đô không. Và những cái khu vực này không kinh doanh được đó, như các bạn thấy cái con đường ở ngoài không, xe cộ người ta chạy rầm 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 rầm, nổi ban đêm không ngủ còn không được á, ồn lắm. Toàn xe container mà chạy, cái thùng của container mà nó dằn một phát nữa thì coi như đất đai đều rung chuyển hết trơn.
Đó thì đây là một trong những cái lý do mà mình thấy những cái dãy nhà này người ta bỏ hoang bỏ trống, mình cũng thấy xót xa là như vậy. Tiền của nhiều quá quý vị ơi. Rồi, video của đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hôm nay Sài Gòn Camera quay cho quý vị và các bạn xem những cái dãy xót hàng như vậy, và công bố một vài cái chia sẻ một vài cái thông tin để phục vụ quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, thành công và may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Một lần nữa, xin thân ái chào tạm biệt.